Đây là Bạch Lạc Nhân, Nhân nhà nghèo, Nhân học giỏi, Nhân sống với bố và bà nội. Vì nhà nghèo nên Nhân chỉ có 2 chiếc quần xì. Ấy thế mà vừa sáng ra, Nhân đã phát hiện một chiếc quần xì bị bố làm lọt xuống cống. Nhân bực bội, Nhân bỏ đi học luôn. Đây là Cố Hải, Hải nhà giàu, Hải đẹp trai, Hải mất mẹ từ nhỏ, bố đi lấy vợ khác. Mà máu chó một nỗi, mẹ kế của Hải chính là mẹ ruột của Nhân. Hải cãi nhau với bố, nên Hải bỏ nhà ra đi, và chuyển trường khác. Và thật tình cờ Hải học chung lớp với Nhân. Ngay từ đầu hai người đã có ấn tượng không tốt về nhau. Nên cả hai luôn bày trò để chim chuột nhau. Tình Nhân ngủ say, Hải cắt mẹ áo Nhân để chọc tức. Nhân tức quá nên khâu mẹ áo Hải vào cho dừa lòng. Rồi quay xuống đáp trả với nụ cười rất gì và này nọ. Ngoài mặt thì chọc vậy thôi, chứ Hải luôn quan tâm Nhân một cách âm thầm. Theo dõi và biết được Nhân phải mặc quần xì ướt đi học. Hải hào phóng tặng Nhân luôn chiếc quần xì mới. Dành cả buổi thẫn thờ ngắm Nhân ngủ gật trong giờ học. Sẵn sàng cõng Nhân về nhà khi Nhân say như chết. Lo cuống cuồng khi thấy Nhân ngất xỉu trong lớp, vội vã bế Nhân xuống phòng y tế. Sẵn sàng phang sấp mặt cái thằng dám sỉ nhục Nhân. Bảo vệ Nhân như thể chồng bảo vệ vợ vậy đó. Đứa nào đụng vào vợ tao thì xác con mẹ nó định là khô máu với tao. Dõi theo Nhân, bên Nhân mọi lúc mọi nơi. Con mẹ nó, dám đẩy vợ tao ngã à, mày chết mẹ với tao. Bỏ ra để tao phăng sấp mặt nó. Vợ ơi, em có sao không? Vì muốn thân thiết với Nhân nên Hải không nói với Nhân về gia cảnh của mình. Mà âm thầm dọn đến ở một khu nhà trọ cạnh chỗ Nhân sống. Ngày ngày đòi chở Nhân đi học rồi lại chở Nhân về. Một lần, Hải mon men xin ở lại ăn cơm nhà Nhân rồi chén chú chén anh với bố Nhân. Mặc dù không say đâu, nhưng cũng giả vờ say để ngủ lại nhà Nhân. Anh Hải rất mưu mô, lợi dụng say để âu yếm Nhân. Hôm sau thì nhõng nhẽo đòi Nhân chở đi học, tay chân không ngừng sàm sỡ Nhân. Kể từ đó, Hải ăn dầm ở dưới nhà của Nhân luôn, đuổi thế nào cũng không về. Và liên tục sờ soạng, gạ chịch Nhân mỗi đêm, không đêm nào để Nhân ngủ yên. Rình mò Nhân đang tắm để trêu chọc. Rồi đêm đến Hải lại tiếp tục gạ gẫm không thành. Và chính những cảnh gạ gẫm này là một trong số những cảnh đắt giá khiến Thượng Ẩn trở nên hot như vậy. Và cũng là nguyên nhân khiến hàng triệu con dân rơi vào động ngủ máu chó. Để rồi trở thành ngủ máu chó và mãi mãi không thể thoát ra nổi. Và rồi một ngày Nhân phát hiện ra sự thật rằng Hải là con nhà giàu, và mẹ của Nhân chính là mẹ kế của Hải. Nhân cho rằng Hải cố tình lừa dối mình, nên giận Hải, đuổi Hải ra khỏi nhà. Nhưng vì quá nhớ Nhân đến nỗi không chịu được, nên Hải sai người bắt cóc Nhân đến chỗ của mình. Hải trói chân tay, bịt mắt Nhân rất tình con mẹ nó thú. Rồi bắt đầu thổ lộ tình cảm và cưỡng hôn Nhân. Hơi bạo lực tí nhưng vì Hải dành tình cảm quá lớn cho Nhân mà Nhân không chịu hiểu nên mới phải dùng biện pháp mạnh. Mà mạnh quá khiến dân hủ quắn con mẹ nó quéo. Sau những chuyện đã trải qua, Nhân bắt đầu cảm động trước Hải. Và đêm ấy, Hải nhất quyết phải ăn được Nhân. Sau một đêm, hoa nở liên tục và Nhân đã chính thức trở thành vợ Hải. Từ đó trở đi, Hải và Nhân có những giây phút thật máu chó, à nhầm, thật hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc ở trên giường. Hạnh phúc ở trên cả xe hơi, đến nỗi xe rung muốn sập con mẹ nó luôn. Và thế là phim kết thúc ở phần 1 với sự xuất hiện của bạn gái cũ Bạch Lạc Nhân. Để rồi một nồi dân ngủ chờ dài của phần 2 mà mãi chẳng thấy đâu.